Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Quý vị và các bạn thân mến, nếu một ngày nào đó các bạn thấy 7 con vật này tự nhiên ghé thăm ngôi nhà của bạn thì không biết đây là điểm xấu hay điểm tốt. Những vị khách không mời mà tới này có thể sẽ đem lại cho bạn rất là nhiều tin vui. Vậy đó là những con vật nào? Hãy cùng chúng tôi đi khám phá ngay trong video clip sau đây. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Đầu tiên đó là châu chấu. Nếu một con châu chấu nhảy vào nhà của bạn, nghĩa là một người khách quý sẽ tới thăm nhà, hoặc là bạn sắp có tin vui hay là một sự vinh danh rất lớn. Thứ hai đó là rùa. Rùa là một vật linh thiêng đại diện cho sự trường thọ. Nếu như gia đình có người ốm mà rùa tự tìm đến nhà thì không lâu sau người đó sẽ khỏi bệnh, khổ nạn tiêu tan. Rùa còn được coi là một loài vật trấn giữ, ngăn cản việc chết chóc, đuổi đi điềm gở và mang lại sự may mắn. Rùa tự tìm đến nhà cũng báo hiệu sắp có quý nhân trợ giúp, công việc thuận lợi và sự nghiệp hanh thông. Thứ ba, đó là chó. Chó là một loại động vật mang đến sự may mắn cho con người bởi chúng nổi bật với phẩm chất trung thành và dũng cảm. Khi ai đó mang một con chó tới tặng bạn, hoặc nếu một con chó đi lạc tới nhà của bạn, đó là một điểm tốt lành. Chó màu đen mang lại sự giàu có, được bảo vệ. Chó màu vàng mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc. Chó màu trắng mang lại tình yêu và sự lãng mạn. Thứ tư, đó là ong mật xây tổ. Ong mật thường làm tổ ở những nơi có môi trường tốt. Nếu như nó xây tổ trong nhà thì điều này báo hiệu rằng vận khí của gia chủ chúng ta không tệ lắm và tài lộc thì như ý. Theo Phật giáo thì nếu ong mật xây tổ trong nhà thì có nghĩa là gia đình đó đã kết thiện duyên cùng với chúng. Những con ong đến để báo ân, tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn, mùa màng bội thu và luôn gặp may mắn. Nếu bạn là một người kinh doanh thì điều này cho thấy công việc của bạn sẽ thuận lợi và cuộc sống gia đình cũng rất ấm êm đềm. Thứ năm, đó là rắn. Rắn là một con vật khiến nhiều người khiếp sợ. Tuy nhiên trong phong thủy phương Đông thì rắn vào nhà là một điềm báo cho sự may mắn và tài lộc. Nếu rắn xuất hiện trong nhà có nghĩa là gia đình hoặc là cuộc sống của bạn sẽ có một ai đó đặc biệt hiện diện, giống như quý nhân phù trợ. Đặc biệt nếu rắn vào nhà đẻ là biểu hiện của sự sung túc, ấm no và phú quý. Thứ sáu, đó là bướm. Nếu thấy bướm bay vào nhà thì đừng xua đuổi bởi chúng đang mang tin tốt lành tới cho bạn. Nếu một con bướm có màu sắc tươi sáng có nghĩa là người đó sẽ mang lại tin tốt lành liên quan tới tình yêu. Nếu con bướm màu xám gần như đen thì người đó sẽ mang lại cho bạn tin tốt lành liên quan tới nghề nghiệp hay công việc kinh doanh. Và cuối cùng, thứ bảy, đó là rơi. Hình thù bên ngoài của con rơi khiến cho nhiều người không mấy thiện cảm với chúng. Tuy nhiên, rơi bay vào trong nhà tượng trưng cho sự phú quý và giàu sang. Điều này ngầm báo rằng gia đình bạn sẽ gặp may mắn trong tiền bạc và tài chính. Trong văn hóa Đông Nam Á, rơi là một động vật biểu tượng cho sự đại phúc và trường tồn. Biểu tượng của rơi thường được làm cách điệu bằng hình tròn với ngụ ý là ngũ phúc. Khoa học cũng lý giải rơi là một loài nhạy bén với các giác quan nên chúng sẽ dễ dàng cảm nhận được môi trường thuận lợi để sinh sống. Vì thế mà khi rơi làm tổ trong nhà cũng đồng nghĩa với việc ngôi nhà là nơi đất lành chim động.